Đôi mắt của người đàn ông này hình như là vô cùng nguy hiểm. Nhưng tên đầu sỏ vẫn muốn xem xét anh ta lợi hại như thế nào. Thuộc hạ không dám không tuân theo, đành phải tháo miếng băng gạc ra. Và rồi, chính vào lúc thuộc hạ mở cặp kính ra, chỉ một ánh mắt của người đàn ông thì ngay lập tức khiến cho thuộc hạ bị thạch hóa. Năng lực này quả thực là giống như Medusa của phiên bản Mark Ven vậy. Người đàn ông tiếp tục muốn thạch hóa tên đầu sỏ, nhưng không ngờ tên đầu sỏ trước mặt hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Anh là ai? Anh nên hỏi chúng ta là ai? Trước đó không lâu, Grant Watt đã bị cục trưởng của Siêu là Cao Sừng giết chết ở một hành tinh xa lạ. Nhưng thật không thể ngờ, sau khi anh ta chết đi, lại vô tình bị Inhuman cổ đại trên hành tinh này là hai ký sinh vào cơ thể. Thủ lĩnh của tổ chức Hydra đã nhanh chóng mang hai quay trở về cứ địa. Nhưng khi hai vừa trở về trái đất, bởi vì ký sinh trong một cái xác của con người, nên cơ thể vô cùng yếu ớt, hoàn toàn không thể phát huy được toàn bộ thực lực của thế hệ dị nhân đầu đời. Cùng lúc đó, Siêu cũng đã biết được hai gia nhập vào Hydra và sắp sửa phát động chiến tranh. Hai đặc vụ là Moss và Hunter lập tức được huy động, chặn đường một người đàn ông đang vận chuyển vũ khí. Nhưng chính vào lúc này, một chiếc xe cảnh sát đã chạy tới. Cảnh sát tại địa phương vừa nhìn thấy một chiếc xe chở đầy vũ khí thì truy hỏi rốt cuộc là có chuyện gì. Moss đã liên tục giải thích, nhưng vẫn không thể khuyên họ rời khỏi đây. Đúng lúc cô định lấy gậy ra, chuẩn bị hạ gục tên cảnh sát, thì đột nhiên Lucio chỉ cần dùng một ánh mắt thì đã có thể thạch hóa toàn bộ người ở đây. Đợi tới khi họ dần dần hồi phục lại thì đã bị bắt giam vào một căn phòng thẩm vấn. Ở một nơi khác, các đặc vụ của Siêu vì muốn cứu hai người ra đã đi tới sở cảnh sát địa phương. Cô gái tốc độ Zozo phát động khả năng dịch chuyển tức thời. Trong chớp mắt, cô đã lấy được thẻ mở khóa của cảnh sát. Cô là bạn thân mới của tôi rồi đấy, cô gái sóng xung kích Daisy, cô gái tốc độ Zozo. Hai người hợp sức lại lần lượt hạ gục hết đám cảnh sát. Lính gác của phòng thẩm vấn cũng đã bị đặc vụ Mách hạ gục, cuối cùng đã cứu thoát được hai người đồng đội. Nhưng chính vào lúc họ chuẩn bị rút lui thì Lucio đã xuất hiện. Zozo lập tức phát động dị năng, di chuyển với tốc độ cao, buộc chặt hai tay của Lucio lại. Và rồi, khi cô vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đôi mắt đáng sợ ấy. Cô ấy đã buộc chặt đôi tay của người đàn ông, nhưng lại bị một ánh mắt của hắn ta làm cho phút chốc bị thạch hóa. Daisy nhìn thấy thế, lập tức yêu cầu Hunter phát động dị năng, làm tan chảy kim loại trên cặp kính đen của Lucio. Tiếp theo, sau phóng ra năng lượng sóng xung kích, cuối cùng đã có thể hạ gục được Lucio. Các đặc vụ đã áp giải Lucio ra ngoài, chuẩn bị đưa hắn ta về lại tổ chức Siêu. Và rồi chỉ mong không có việc xảy ra ngoài ý muốn, nhưng việc ngoài ý muốn lại xảy ra rồi. Phía trên sở cảnh sát đột nhiên xuất hiện một chiếc chiến đấu cơ, một cỗ máy được ném xuống. Đỉnh nóc tòa nhà phút chốc bị khoan ra một cửa hang khổng lồ. Tiếp theo, đây là gì vậy? Hydra. Không bao lâu sau, Lucio sau khi bị bịt chặt đôi mắt, đã tới được cứ địa của Hydra. Tên đầu sỏ hai lại muốn xem xét đôi mắt của hắn. Thuộc hạ không dám không tuân theo, lập tức tháo miếng băng gạc ra. Chính vào giây phút thuộc hạ mở cặp kính ra, đôi mắt của hắn ta phát sáng. Thuộc hạ phút chốc bị hóa thạch. Lucio nở nụ cười trên môi. Chớp mắt hắn ta cũng muốn phát động dị năng với tên đầu sỏ hai, nhưng dường như không có tác dụng gì đối với hắn ta cả. Không ngờ là hai đã từ lớp biểu bì bị thạch hóa, phân ly cơ thể ra ngoài. Anh là ai? Anh nên hỏi chúng ta là ai? Và như thế, Lucio đã trở thành một thành viên của Hydra, thuộc hạ trung thành của hai. Ở một nơi khác, Cao Sơn đi cùng với quan quân Tan Bớt đang chuẩn bị tham dự cuộc họp, chuẩn bị bàn bạc làm thế nào để đối phó với tổ chức Hydra đột nhiên trỗi dậy. Nhưng chính vào lúc này, các đặc vụ đột nhiên phát hiện ra có một người luôn bám đuôi theo phía sau họ. Không ngờ là Kakrin, người sở hữu cơ thể có dị năng đồng hóa. Kakrin, mau vào trong Cao Sơn. May, ấp do binh man tới rồi, tôi cần chi viện. Lincoln không nói không rằng, phóng thích ra nguồn điện 10.000 V để hạ gục anh ta. Kakrin đã nổi giận, lập tức đưa tay ra chạm vào lốp xe ngay trước mặt. Cơ thể phút chốc đồng hóa thành chất liệu cách điện. Người đàn ông đưa tay chạm vào lốp xe ở ngay trước mặt, cơ thể phút chốc đồng hóa thành chất liệu cách điện. Dòng điện lưu 10.000 V phóng vào người anh ta, cũng chỉ giống như hòn đá chìm xuống biển. Ngay lập tức, Ka đã hạ gục được đối phương. Thậm chí nổ súng bắn liên tục vào người anh ta cũng không hề có tác dụng gì. Tiếp theo sau, Absorbing Man, chúng ta kết thúc ở đây đi. Lincoln, đủ rồi, dừng tay lại. Đây là mệnh lệnh. Vài người hợp sức lại, cuối cùng đã hạ gục được sự mai phục của Ka. Nhưng quan quân Tan Bớt được bảo vệ lại nói rằng, các ngươi đang làm gì thế này? Là Kakrin, anh ta tới để thích sát ngài đấy. Thích sát tôi ư? Anh ta tới để bảo vệ cho tôi đấy. Câu trả lời này khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc.
không ngờ Kagrin đã trở thành vệ sĩ bảo vệ của Talbot. Không bao lâu sau, Talbot và Cao Sửn đã thuận lợi tới được phòng họp. Mọi người cùng nhau thương thảo nên làm thế nào để đối phó với tổ chức Hydra đột nhiên trỗi dậy. Nhưng cuộc họp diễn ra được một nửa thì Talbot đột nhiên lật mặt, không ngờ lại ra lệnh cho thuộc hạ bắt giữ Cao Sửn, đồng thời tố giác các tội danh của Siêu. Chớp mắt đã đem ông ta bắt nhốt vào trại tạm giam dưới tầng hầm. Lúc này, thủ lĩnh của tổ chức Hydra đột nhiên xuất hiện. Thì ra, họ đã bắt cóc con trai của Talbot để uy hiếp. Do đó Talbot mới phản bội và bắt giam Cao Sửn. Lúc này Talbot chỉ hy vọng thủ lĩnh của Hydra có thể giữ lời hứa, thả tự do cho con trai của ông ta. Nhưng ông ta đã quên mất rằng tổ chức Hydra khi làm việc chưa bao giờ nói tới đạo nghĩa. Thủ lĩnh chớp mắt đã đem ông ta cùng với Cao Sửn nhốt vào trong nhà giam. Cái này hình như không phải là một kế hoạch thông minh đâu đấy. Tôi có nội ứng. Rất may, Kagrin đã kịp thời chạy tới. Chỉ vài thao tác đã hạ gục hết toàn bộ kẻ địch, cứu thoát được Cao Sừng và Talbot. Talbot sau khi chạy ra đại sảnh, phẫn nộ truy hỏi tung tích của con trai, nhưng tên thuộc hạ này dường như không hề biết gì cả. Đợi khi họ tiếp tục chạy khắp nơi để tìm kiếm cậu bé, thì đặc vụ May đã lái chiếc xe tải chạy tới đây để đón hai người họ. Thì ra, đặc vụ May đã sớm giải thoát cậu bé và mang về cứ địa của Siêu. Cuối cùng thì họ cũng đã thành công trong việc hóa giải nguy cơ lần này. Tuy nhiên họ hoàn toàn không biết rằng một mối nguy lớn hơn nữa sắp sửa ập tới. Lúc này, trong cứ địa của tổ chức Hydra, Hai vì muốn khôi phục lại cơ thể của mình nên đã ra lệnh cho thuộc hạ mang tới cho hắn ta 5 người cường tráng khỏe mạnh. Sau khi yêu cầu thuộc hạ rời khỏi phòng, hắn ta đã phát động dị năng hấp thụ sinh mạng. Không bao lâu sau, Hai đã từ từ đứng dậy từ bên trong một đống tàn tích, cơ thể đã được khôi phục hoàn toàn không chút khiếm khuyết nào. Hắn ta lúc này đã hoàn toàn hồi phục lại toàn bộ năng lực của thế hệ dị nhân đầu đời và trở thành thủ lĩnh mới trỗi dậy của tổ chức Hydra. Tới đây thì nội dung của tập 12 đặc vụ Siêu mùa 3 kết thúc. Tập tiếp theo, chúng ta sẽ theo dõi tiếp cô gái sóng xung kích Daisy bị Hai khống chế và phản bội lại tổ chức Siêu cùng với sự thức dậy của người lừa Hellfire, sau đó chính thức gia nhập vào tổ chức Hydra. Tôi là Giải Cửu. Nếu bạn thích bộ phim này thì hãy nhấn theo dõi nhé. Kỳ tới sẽ càng đặc sắc hơn.